Chương 992, Đại thần kiêm chức 8. Cô xuống đây đi. Ngô Thanh canh giữ cầu thang lầu 3, Minh thủ vừa ra lập tức đi qua. Minh thủ nhìn hắn, đột nhiên nhiệt tình như vậy để làm gì? Tư Tiên Sinh không có làm khó cô chứ? Tôi còn không thấy hắn, sao hắn làm khó tôi? Chưa thấy. Vậy cô giao cho người nào? Trợ lý của hắn. Minh thủ nói, anh cũng không bảo tôi tự tay giao cho hắn. Vậy chờ Tư Tiên Sinh ký tên, không phải cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận sao? hà tự mình bị dạy dỗ còn đỡ hơn cô ấy bị thầy trước kia dạy hắn rất tốt e eh hèm về sau cô sẽ đi theo tôi ngô thanh thấy minh thù nghi hoặc giải thích thầy nói tôi quan tâm cô một chút học sinh của ông già hói đầu sao hèn gì xưng hô cũng thay đổi hơn nữa mới vừa nãy là anh hại tôi vừa nhìn tư tiên sinh kia là biết hắn là một ác bá ha ha sao có chuyện đó ngô thanh cười gượng một lát nữa tôi mời cô ăn cơm xem như là đàn anh này tẩy trần cho cô ngô thanh phát hiện minh thủ lập tức cười tủm tỉm đứng dậy ngô thanh giống như có kỹ năng gì đó ở chỗ này có thể chơi trò chơi sao minh thủ chỉ vào mũ trò chơi hỏi ngô thanh có thể muốn kết hợp vui chơi với làm việc hơn nữa hạng mục này của chúng ta cũng có liên quan đến cái này thỉnh thoảng buông lỏng một chút có lẽ sẽ có linh cảm cô cũng chơi vấn linh sao ừm khi nào có thời gian chơi chung với nhau đi tôi chơi rất lợi hại có thể giúp cô minh thủ nghiêm túc nói tôi cũng rất lợi hại chơi trò chơi, thật ra nam luôn chơi giỏi hơn nữ cho nên minh thủ nói như vậy, Ngô Thanh cũng hùa theo hai câu kỳ thực hoàn toàn không tin. Sắp tan làm, Ngô Thanh bị kêu lên cách một tầng lầu, tựa như cũng có thể nghe được âm thanh tầng 4 truyền xuống. Ngô Thanh cục đầu đi xuống, người trong lầu 2 đã đi tạm tạm, người chưa đi dành cho Ngô Thanh ánh mắt đồng tình, thuận tiện mặc niệm tương lai bọn họ cũng sẽ bị mắng Ngô Thanh mời minh thủ ăn, sau đó mời cô chơi trò chơi. Mới vừa bị mắng, cần phải phát tiết trong trò chơi một chút. Cô tên gì? tôi thêm bạn. Trước khi vào trò chơi, Ngô Thanh hỏi Minh Thủ một câu. Phong hòa tận khởi. Ngô Thanh chỉ cảm thấy tên này có chút quen tai, sau khi hắn kiểm tra thì cả người cũng không ổn. Đây không phải đại thần sao? Minh Thù mở quyền hạn bạn bè, Ngô Thanh mời kết bạn lập tức được thông qua. Hoàng ân hạo đãng, kỷ hòa, Ngô Thanh hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Phong hòa tận khởi, ừ. Hoàng ân hạo đãng. Tôi bị đả kích, cần phải từ từ. Đàn em hắn lại là đại thần, hình như là thầy có nói qua cô thích chơi trò chơi còn cố ý dặn hắn sắp xếp nhiều hoạt động cho cô để cho cô không có thời gian mê mụi đến mất cả ý chí người thường là chơi đến mê mụi mất cả ý chí đại thần sao có thể chơi đến mê mụi mất cả ý chí chứ đó là tu luyện độ kiếp việc của hạng mục này thực sự rất nhiều thời gian chơi trò chơi mỗi ngày đều giảm mạnh minh thủ cũng không gặp qua tư tiên sinh kia thế nhưng hắn vẫn ở trong biệt thự mỗi ngày đều có người bị hắn gọi lên la mắng Bên Vương Hà Dương thúc giục cô nhiều lần, phòng luyện tập kia trừ Giang Lưu đi đưa tin ra, những người còn lại căn bản sẽ không đi vào. Mãi đến đợt báo danh mùa thu, Minh Thù mới xin Ngô Thanh cho nghỉ. Người kiểm tra hạng mục vân hành không phải là bọn họ, bộ phận kiểm tra nghiên cứu đều ở phòng ngầm dưới đất, cho nên Minh Thù xin nghỉ rất dễ dàng. Minh Thù nhanh chóng chạy tới báo danh cuộc so tài địa phương. Vương Hà Dương và Giang Lưu đã ở đó rồi. Chỉ một mình cô, những người còn lại thì sao? Vương Hà Dương vội vã đi lên. Đừng nóng vội, thời gian đủ mà. Minh Thủ rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra hỏi từng người một. Nhật Nguyệt Trọng Quang, tôi lập tức tới ngay. Kim Dạ Nguyệt, lập tức. Hoàng Hạc Tây Quy, mới vừa lên phi cơ. Thanh Thu Trủng, đã bay về phía Tây. Nói rằng lập tức đến, quả nhiên một trước một sau đến đủ cả. Nhật Nguyệt Trọng Quang cưỡi một chiếc lò điện nhỏ, màu hồng phấn, tạo nên sự khác biệt quái dị với thân hình cao lớn của hắn. Kim Dạ Nguyệt tương đối phong cách lái một chiếc xe Việt dã có kính chắn gió không cánh mà bay, thân xe bị bùn lấp đến không nhìn thấy đứng ở bãi đỗ xe, là một phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Hai người thấy Minh Thù biểu cảm giống nhau như đúc. Có nhầm không vậy? Phong thần lại là nữ sao? Tuy là phong thần biết chơi nhân vật nữ, nhưng bọn họ vẫn cho là đó là sở thích của phong thần. Minh Thù cắn một cây kẹo que, đến mức đó sao? Chị à, chị nói xem. Kim dạ nguyệt có chút tan vỡ, phong thần bọn họ thờ phụng lâu như vậy lại là con gái sao? Giang Lưu ở bên cạnh lộ ra nụ cười, trước đây lúc hắn biết chuyện này hắn cũng có phản ứng như vậy, cuối cùng cũng có người giống hắn rồi. Quả nhiên không nói cho bọn họ biết là chính xác. Minh Thủ cười, tôi cũng chưa nói qua tôi là con trai. Mấy người ngồi ở bên ngoài, mỗi người đều tự giới thiệu. Đầu của Nhật Nguyệt trọng quang khá lớn, thế nhưng không biết nói chuyện. Kim Dạ Nguyệt nhìn qua nho nhã nam tính nói chuyện rất hài hước, nhưng nhìn xe hắn lái, cũng không biết cái nho nhã này có phải là hắn dựng lên hay không. Còn hai người thì sao? Vương Hà Dương chạy tới, sắp hết hạn báo danh rồi. Phải báo danh trên mạng trước, thế nhưng trước khi hết hạn vào hôm nay, không có giao tờ ghi danh ra thì coi như đã chủ động bỏ quyền thi đấu. Vương Hà Dương mệt mỏi, đây là lần hắn mang đồ kém nhất. Minh Thủ đang chuẩn bị xem điện thoại di động thì đột nhiên bầu trời kêu đùng đùng, đùng đùng. Phi cơ dừng trên một tòa nhà, Hoàng Hạc Tây Quy và Thanh Thu Trùng trong chốc lát đã xuất hiện, hai người đều mang âu phục như mới từ trong tiệc rượu trở về khuôn mặt hoàng hạc tây quy lạnh lùng, câu từ ngắn gọn. Thanh Thu trùng tương đối hoạt bát, sau khi bị tin Phong Thần là con gái đả kích, trong chốc lát đã tiếp nhận chuyện này, đánh nhau với những người khác. Sự giống nhau duy nhất chính là có tiền lại còn đẹp trai. Nếu không phải là gần đây có nhiều tòa nhà, tôi sẽ nhảy từ trên phi cơ xuống, chắc chắn phong cách. Thanh Thu trùng cười hì hì nói, có đúng không Phong Thần? Minh thủ, té chết không phải cũng sẽ bị trả phí thanh lý cho thành phố sao? phong thần sao cô lại nói vậy cô chắc chắn sẽ đỡ tôi đúng không xin lỗi tôi là một cô gái yếu đuối không đỡ nổi người như anh vương hà dương hắn đã tìm đồng đội gì vậy hoàng hạc tây quy giơ tay lên nhìn thời gian bốn tiếng sau tôi có cuộc họp tranh thủ thời gian đi vương hà dương gật đầu dẫn bọn họ đi vào viết tờ ghi danh nhưng khi nhìn tên đội mọi người đều ngơ ngác vương tiên sinh tên đội chúng ta là gì minh thủ trực tiếp hỏi vương hà dương đang gọi điện thoại nghe minh thủ nói điện thoại suýt chút nữa trượt ra ngoài. Mọi người không có tên đội. Đây không phải là chuyện của Vương Tiên Sinh sao? Minh Thù mím môi cười. Vương Hà Dương. Con bà nó. Ngay cả cái bóng của đám người kia cũng không thấy, hỏi ai bây giờ. Cả ngày hắn có biết bao nhiêu việc một khi quên là quên luôn. Nhân viên phụ trách ghi danh cứ nhìn đội đấu kỳ lạ này, mắt lớn chừng mắt nhỏ với Vương Hà Dương. Hắn làm lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên thấy có một đội chưa có tên đội đã đến ghi danh. Chương 993, đại thần kiêm chức chín. Tờ ghi danh được đem tới hậu đài, nhân viên công tác bắt đầu ghi vào tư liệu. Lúc ghi đến chiến đội. Cái này là chiến đội gì? Tại sao gọi một cái tên như vậy? Cái gì? Người bên cạnh tò mò hỏi. Túi đồ ăn vặt khổng lồ. Người kia nhìn lên màn hình, xác định là túi đồ ăn vặt khổng lồ, khóe miệng giật một cái, vừa rồi chỗ tôi còn có đóa hoa xanh xinh đẹp. Những người này bây giờ lấy cái tên thật là một lời khó nói hết, lỡ như nổi lên thì sao chứ? ha ha nếu thật là nổi tiếng, người hâm mộ gọi bọn họ là cái gì? Chiến đội túi đồ ăn vặt, chiến đội đóa hoa xanh, còn khổng lồ, rất xinh đẹp. Hai người vừa nói vui vẻ vừa nhập vào tư liệu. Tên đội vừa mới hiện ra đã gặp phải gương mặt như táo bón của Vương Hà Dương. Minh thủ ra sức dẹp lời nghị luận của mọi người. Chủ yếu là thanh thu chủng, thành công đặt tên cho chiến đội. Vương Hà Dương cũng cảm thấy cái tên này cần thuốc chữa. Cái này giống như trò đùa vậy. Đợi Minh thủ báo danh xong, hắn vẫn nên dọn dẹp một chút chuẩn bị tuyển người mới. Mọi người là tổ 36. Vương Hà Dương đưa phiếu thi đấu cho bọn họ, quy định như bình thường, không có yêu cầu đặc biệt. Mỗi đội của cuộc thi là 10 người. So với quý đầu tiên thì Vấn Linh hôm nay đã nổi hơn rất nhiều, hấp dẫn không ít người chơi. Đây không phải là anh Vương sao? Vương Hà Dương xoay người nhìn. Trời ơi! Là học sinh! À! à. Nam thần của tôi cũng ở đây. Trong đám người phát ra một tiếng la lớn. Người đi tới là trai đẹp gái sinh của đội học sinh. Trước tiên người chúng ta thấy là tuyển thủ đầu tiên, cũng chính là nam chính đại nhân của chúng ta. Vẻ mặt nam chính lạnh lẽo cô quạnh, đối mặt với đoàn người ồn ào náo nhiệt giữa hai lông mày hơi không kiên nhẫn. Đào tư đứng sát nam chính, ánh mắt lập tức rơi vào người minh thù, cô ta quan sát vài lần liền mỉm cười. Người nói chuyện vừa rồi chính là đinh lỗi người đại diện học sinh, trên sống mũi có một bộ kiếng gọng vàng, nhìn là biết người không lương thiện. Đinh lỗi đẩy cái kính mắt, hà dương, mọi người trong câu lạc bộ của cậu thành một đội sao không nghe nói gì hết vậy, các cậu bảo mật cũng không tệ nhỉ. Vương Hà Dương ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mọi người trong câu lạc bộ của cậu bận rộn như vậy, ở đâu có thời gian chú ý chúng tôi. Đinh lỗi và Vương Hà Dương người tới người lui, ngoài thì khen nhưng ngầm lại châm chọc mỉa mai nhau. Lúc này đinh lỗi mới chậm rãi nhìn về phía sau Vương Hà Dương, mấy người này không giới thiệu một chút sao. Cảnh tượng sau lưng Vương Hà Dương là như vậy. Minh thủ đang cầm một túi khoai tây chiên, nhìn người trong đội ngũ cười đến nở hoa. Thanh Thu Chủng và Giang Lưu súng lại bàn luận, cười rộ lên đầy kiêu ngạo. Nhật Nguyệt trọng quang đầu to, đứng im lặng nghe Thanh Thu Chủng và Giang Lưu nói. Hoàng Hạc Tây Quy cúi đầu bấm điện thoại di động, trên ót còn kém viết lên vài chữ to bản tổng tài bận rộn nhiều việc. Kim Dạ Nguyệt rất nghiêm túc nhìn bọn họ, thế nhưng, ánh mắt kia dường như có chút mờ mịt, rõ ràng là thất thần. Đây chính người câu lạc bộ NS tìm sao, không quen biết bất cứ ai. Hắn cho rằng chiến đội NS ít nhất cũng có một người nổi tiếng chống đỡ, ai ngờ không quen biết bất cứ ai. Không có gì để giới thiệu, chúng ta lên sàn đấu gặp nha, cục cưng. Lời nói của Vương Hà Dương bị minh thủ cắt ngang. Vương Hà Dương, cục cưng là gọi người nào, đào tư sờ sờ gáy, vừa nãy. Cô ta cười với mình sao? Đào tư, cô ta quen biết cô. Người bên cạnh chọc cô. Đào tư cũng lơ ngơ, không biết, tôi chưa thấy qua cô ta. Ha ha, cô gái rất gan dạ sáng suốt. Đình lỗi vỗ tay, vậy các người phải chống đỡ được đến lúc đấu với chúng tôi. Minh Thù mỉm cười, nếu các người muốn giải quán quân, có thể suy nghĩ dùng đồ ăn vặt để đổi, chúng tôi sẽ nhường cho. Sắc mặt đinh lỗi tối xuống. Vương Hà Dương nín cười, được lắm được lắm, cô gái này rất biết cách chọc giận người khác. Đinh lỗi nhìn về phía Vương Hà Dương, Hà Dương à, dẫn dắt người mới mệt lắm phải trông chừng thật kỹ, đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm mọi chuyện rối tung thì không dọn dẹp được đâu. Vương Hà Dương vẫn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười, cái này cũng không phiền đến cậu quan tâm rồi, cậu xem mép tóc của cậu lại ít hơn lần trước rồi, không giống chúng tôi làm việc vô cùng thong thả. Thi đấu hạng 2, bạn bè hạng nhất, bạn bè hạng nhất. Dưới nụ cười đắc thắng của Vương Hà Dương, Đinh Lỗi tức giận dẫn đội ngũ rời khỏi. Bốn phía lại là một trận ồn ào náo nhiệt. Vì Đinh Lỗi dẫn đội ngũ qua nói chuyện, có người nhận ra Vương Hà Dương, NS không phải là đội ngũ nhỏ vô danh, trong giới này Vương Hà Dương cũng được rất nhiều người biết đến. NS cũng có chiến đội sao? Tôi còn không biết còn nói đợi khi NS tuyển người đi thử xem sao nữa. Những người đó tôi không quen biết ai hết. Tôi cũng không biết, nhưng ai cũng đẹp cả, ngay cả người cao cao kia kìa, càng nhìn càng đẹp. Anh Vương trong đội ngũ chắc là sẽ kéo thấp trình độ xuống. Đầu gối Vương Hà Dương trúng một mũi tên. Vừa rồi là chiến đội học sinh, các người. Vương Hà Dương thấy trước mặt có đầy người, trước ngực lại trúng một mũi tên. Lần này trăm ngàn lần không thể đội sổ, khiến cho Đinh Lỗi cười nhạo đinh lỗi dẫn theo đội ngũ tìm chỗ ngồi xuống mơ màng còn có thể thấy vương hà dương vừa rồi mấy người kia mọi người có biết không tất cả mọi người lắc đầu đinh lỗi gọi điện thoại kêu người đi điều tra một chút vì có tờ ghi danh mấy phần tư liệu rất nhanh thì truyền tới tay đinh lỗi quen nhất chính là minh thủ phong hòa tận khởi có thể nói là tên này nhìn rất quen mắt vì lúc trước câu lạc bộ có liên lạc qua cô ta dự định mời cô ta gia nhập chiến đội học sinh ai ngờ đến ngày ký hợp đồng thì cô không tới đương nhiên khi đó bọn họ đã không tính ký hợp đồng nữa dù cô có tới kết quả cũng như vậy nhưng trọng điểm là cô ta không tới phong hòa tận khởi lại là một cô gái sao đào tư cũng nhìn thấy tư liệu trong lòng lập tức căng thẳng hèn gì vừa rồi cô ta cười quái dị với mình như vậy cô ngăn cản phong hòa tận khởi gia nhập vào cẩm thiên không ngờ cô ta lại ký vào ns đinh lỗi nhăn mày tiếp tục xem ns đánh dấu phong hòa tận khởi được cho là một tay chiến tướng nhưng phía dưới này là gì không có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng Lâm Hạc Quy, tên này có chút quen tai. Lâm Hạc Quy? A Tấn biết hắn sao? Đinh Lỗi nhìn về phía nam chính. Tần Tấn nhìn tư liệu, một lát mới nói, hình như là bạn hợp tác của công ty ba tôi. Đinh Lỗi vẻ mặt cậu xác định sao? Lâm Hạc Quy nhìn qua thấy người này không lớn hơn Tần Tấn bao nhiêu, có thể là bạn hợp tác với Tần ra sao? Nhưng tên này thực sự quen tai. Đinh Lỗi mở ra chế độ thăm dò nào đó. Tên Lâm Hạc Quy này không có quá nhiều kết quả nhưng lại không có hình. Cái này là tiền nhiều đến nỗi có thể lên trời mà muốn. Chơi trò chơi sao? Lão đại chuẩn bị khảo sát giá thị trường một chút, thu mua toàn bộ giới điện tử, độc quyền sao? NS bị thu mua rồi. Đinh lỗi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. NS không có khả năng bị thu mua. Tần tấn mặt không thay đổi nói. Vậy, đinh lỗi dừng một chút, bọn họ muốn làm gì? Cũng không thể đơn thuần tới thi đấu. Không ai đáp lại đinh lỗi hồi lâu chỉ có có một đội viên yếu ớt nói, có lẽ là vì ước mơ. Mọi người, chương 994, Đại thần kiêm chức 10, chiến đội học sinh ở tổ 18, bọn họ so với minh thủ thi đấu sớm hơn. Minh thủ ngồi xổm dưới màn hình lớn, nhìn chiến đội học sinh nháy mắt giết chết đối thủ, quân chúng vây xem còn hoan hô một trận. Nếu như giết không được, bọn họ giải tán là xong. Tiếp theo là chiến đội Phượng Hoàng, phía sau còn có mấy chiến đội nổi tiếng nữa. Những chiến đội này đi tới đâu là nháy mắt giết chết, tuy là không có gì để xem nhưng người hâm mộ nhiệt tình không chịu nổi tình cảnh so với những người còn lại náo nhiệt hơn rất nhiều phong thần đến lượt chúng ta giang lưu chạy tới gọi thủ. minh thù minh thù đứng dậy tập hợp cùng tổ đội từ lối vào tiến nhập vào trong sân đấu báo danh thi đấu và đội ngũ thi đấu trong trò chơi vấn linh giống nhau trận này của đám minh thù không có chiến đội nổi danh cho nên độ chú ý không cao mãi đến khi có người hét lên một tiếng phong hòa tận khởi xung quanh lập tức náo nhiệt lên phong hòa tận khởi là ai Trước đây là đại thần trò chơi bàn phím, bây giờ là đại thần vấn linh. Bà nó, đó là Kim Dạ Nguyệt. Mọi người người chơi đều tập trung ở màn hình của đám người minh thủ. Vì trong thi đấu yêu cầu không được che giấu họ tên, cho nên tên tất cả mọi người đều phải đưa ra. Thanh Thu Trủng, chính là Thanh Thu Trủng mà tôi biết sao? Tôi hình như nhìn thấy Nhật Nguyệt trọng quang và Hoàng Hạc Tây Quy, mau đánh tôi một cái xem có phải tôi hoa mắt không. Giang Lưu, không biết tên này. Đa số mọi người đều tương đối mờ mịt đám người kia sao giống như điên vậy. Mấy người này nhìn qua. Ngoại trừ phong hòa tận khởi, vài nhân vật khác cũng không tính là lợi hại. Có người hỏi, bọn họ là ai vậy? Tự mình xem đi. Đừng quấy dày tôi xem đại thần. Tôi biết thanh thu chủng, đại thần viễn cổ. Cũng có người có lòng tốt giải đáp. Đinh lỗi nghe xong mấy tên nhân vật kia, sắc mặt trở nên khó coi, NS làm thế nào đào được những người này. Những người này chỉ là đại thần thời kỳ bàn phím, bây giờ đã là thời đại 3D hoàn toàn không so sánh được, Nghĩ như vậy, Đinh Lỗi thấy dễ chịu hơn một chút. Được nhiều người chú ý nhất là Đại Lão Lâm Hạc Quy. Đó đúng là Kim Dạ Nguyệt sao? Đội viên số một học sinh có chút kinh ngạc. Lúc trước khi tôi chơi chiến thần, Kim Dạ Nguyệt chính là đại thần của chúng ta. Kim Dạ Nguyệt và Nhật Nguyệt Trọng Quang nghe nói thao tác vô cùng lợi hại. Đội viên số hai học sinh tò mò. Nhật Nguyệt Trọng Quang thì không biết, còn Kim Dạ Nguyệt đúng thật rất lợi hại. Đội viên số một học sinh nói, coi như tôi bây giờ là người chơi chuyên nghiệp, nếu bây giờ có chơi chiến thần, tôi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Câu lạc bộ NS rốt cục đi đâu tìm được bọn họ. Đội viên học sinh số 3 nói, tôi chưa từng nghe qua ở bên trong vấn linh có những nhân vật này. Cậu xem tên của bọn họ, ngoại trừ phong hòa tận khởi, những người còn lại cũng không giống nhân vật có tên tuổi. Đào tư nhìn phong hòa tận khởi bên trong màn ảnh, hai tay nắm chặt ánh mắt liếc về phía tần tấn. Tần tấn chỉ im lặng nhìn màn hình, không có biểu hiện gì. Phong hòa tận khởi đang ở đây, lại là người chơi của ns về sau cô ta giúp đỡ người phụ nữ kia chẳng phải là sẽ ngăn cản con đường của mình sao hơn người chơi nữ có một là đủ rồi mà lúc này những người còn lại cũng lắng xuống hầu như đều hiểu được nguồn gốc của mấy người này là từ đâu mỗi cái tên chí ít đều đã từng ở một trò chơi nào đó xưng vương xưng bá còn như phong hòa tận khởi ờ uh, mỗi trò chơi đều được gọi là đại thần thống trị ns thật lợi hại vậy mà có thể tìm tới nhiều đại thần như vậy chiến đội bọn họ tên là gì tôi muốn làm người hâm mộ cuồng nhiệt của bọn họ. Vừa hay trên màn hình hiện ra, chiến đội túi đồ ăn vặt khổng lồ versus chiến đội chiêu dương. Ồ, oh, nhất định là tên chiến đội ngang ngược kia. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt của hai bên, mọi người bắt đầu thấy mờ mịt. Khí phách đi đâu hết rồi? Túi đồ ăn vặt khổng lồ, là cái quái gì? Thắng thì hô túi đồ ăn vặt khổng lồ, sao? Không phải giống như thời trò chơi bàn phím, bây giờ là trò chơi 3D, hơn nữa chuyên nghiệp và nghiệp dư tranh lệch khá xa. Rất nhanh có những tiếng nói kiểu như vậy vang lên. Tiếp theo mọi người đang kích động tỉnh táo lại. Nói cũng có đạo lý. Thể thao điện tử không thể so với những trò chơi bình thường khác. Trong màn ảnh chia bản đồ đã hoàn thành, chiến đội chiêu dương chọn bản đồ, khá là may mắn bản đồ có lợi cho bọn họ. Bà nó, bây giờ tôi mới phát hiện, trong đội ngũ của bọn họ, ngoài nhân vật giang lưu chính là hoa thần, còn lại đều là những người chơi từng thua. Trận doanh này có độc hay không có độc? Bọn họ tới đi thi đấu, hay là tới để chơi đùa? bọn họ là muốn đối đầu trực tiếp sao dường như để chứng thực những lời này của họ trước hết phong hòa tận khởi hành động xông thẳng tới bản đồ đối diện căn bản không có chiến thuật gì những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo người ngoài xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo nhóm bọn họ vừa hành động thì biết ngay ở trình độ nào trước mặt còn đang thương lượng xem nên giấu cờ đỏ ở đâu đám người minh thù đã đuổi đến trước mặt giang lưu chạy ở phía sau lúc bọn họ ra tay phát động kỹ năng phụ trợ giang lưu nhường lại cho cậu thanh thu trùng tránh ra một bên. Giang Lưu gật đầu, hoán đổi kỹ năng. Túi đồ ăn vặt khổng lồ thắng. Toàn bộ người trong trận đấu hoàn toàn yên tĩnh. Từ mở màn đến kết thúc, không đến 5 phút đồng hồ. So với chiến đội học sinh và chiến đội Phượng Hoàng, thời gian sử dụng còn ít hơn. Vương Hà Dương nhìn màn hình hơi nhăn mặt, Giang Lưu đã có thể thoải mái điều khiển hoa thần. Lúc này mới là một tháng mà thôi. Nghe nói trước đây Giang Lưu chưa từng chơi qua hoa thần. Minh thủ bỏ mũ chơi trò chơi, chiến đội chiêu dương trước mặt đang vô cùng phiền muộn. Lúc trước cũng không phải là chưa ai gặp qua, nhưng đa số lúc đó mọi người còn chưa biết ai là kẻ địch, cho nên theo bản năng quan sát người phía trước. Đám người kia không hề lưỡng lự, cứ thế lao thẳng tới. Có kiểu người chơi như vậy sao? Minh thủ cười tủm tỉm lấy ra một túi đồ ăn vặt, lúc thi đấu chính thức không cho phép mang bất kỳ vật gì vào sân, có điều hôm nay chỉ là thi đấu báo danh, cũng không nghiêm khắc như vậy. Thi đấu báo danh chỉ cần thắng một trận là đủ rồi, nửa tháng sau mới thi đấu vòng loại đi ra rồi đi ra rồi tổ đội minh thù là tổ đội kết thúc thi đấu đầu tiên đi ra trước là chiến đội chiêu dương đám người minh thù đi ở phía sau ngoài lối ra không ít người vây xem vừa rồi đám người còn ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại nhóm này là những ai đây tại sao còn có một cô gái không phải là hoa thần kia chứ có người suy đoán nhưng mà người kia là phong hòa tận khởi thật đẹp đúng vậy thật là đẹp đội ngũ này ra tay rất hay. Chỉ là cái tên có điểm. Bên ngoài hội trường, một gã đàn ông đang ngậm điếu thuốc, áo khoác vắt ngang vai, bước đi mang. Theo gió kèm theo phong cách lưu manh. Bên trong làm gì vậy? Hắn đột nhiên hỏi, sao mà ấm ý lên thế? Sập nhà thì sao? Là cuộc thi báo danh vấn linh vào mùa thu. Trợ lý phía sau nhanh trả lời. Chỉ là cuộc thi báo danh có gì hay đâu. Người kia ngừng lại, đẩy cửa đang khép hờ, âm thanh bên trong lập tức truyền tới trên màn ảnh lớn còn dừng lại dòng chữ túi đồ ăn vặt khổng lồ thắng lộn xộn người kia thu tay về đóng cửa dầm một cái ở bên ns mới tạo thêm chiến đội đúng vậy trợ lý nói dự thi trợ lý dừng vài giây đúng vậy tên của đội là túi đồ ăn vặt khổng lồ người kia dừng lại vương hà dương dự định từ chức không thấy đơn xin từ chức của anh vương trong đầu hắn chứa nước sao mau gọi vương hà dương đến cho tôi Chương 995, Đại thần kiêm chức, 11. Tôi phải đi rồi, Thanh Thu, cậu có đi không? Hoàng Hạc Tây Quy vừa ra liền vội vã rời đi, Vương Hà Dương bị gọi đi, tất nhiên không ai cản hắn. Đợi Vương Hà Dương trở về, hiện trường cũng chỉ còn lại có Minh Thù và Giang Lưu. Người đâu? Đi rồi. Tổng giám đốc mắng đúng, đầu hắn đúng là chỉ toàn chứa nước. Minh Thù tìm trong hội trường một vòng, muốn hẹn cùng phiếu đổi đồ ăn vặt, nhưng ngay cả bóng của phiếu đổi đồ ăn vặt cũng không thấy đâu. Minh thủ thở dài, rửa tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Soạt soạt. Bên cạnh lối đi an toàn một có một loạt âm thanh kỳ lạ, giống như có gì đó bị lật tung về sau, rồi bị kéo trên mặt đất. Minh thủ nhìn sang rồi đi qua. Cô chợt đưa tay che ngực, xoay người nhìn về nơi vừa rồi phát ra âm thanh. Lối đi an toàn rất tối, trên mặt đất các đồ vật rơi loạn, lại giống như có dấu vết đánh nhau. Thế nhưng trong lối đi không có ai, trên cầu thang cũng rất yên tĩnh. Minh thủ cầm điện thoại chiếu lên mặt đất, trên những đồ vật tìm được mấy giọt máu, giọt máu theo lối cầu thang đi lên trên. Minh thủ đi dọc theo đường đi, xuyên qua một hành lang nối tiếp sang tòa nhà cao ốc bên cạnh, sau đó vết máu không thấy đâu nữa. Minh thủ nhíu mày, dựa vào trực giác đi lên tầng cao nhất của cao ốc. Tầng cao nhất rất lớn, Minh thủ lượn quanh nửa vòng, mới nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục công nhân vệ sinh, kéo một người đàn ông mặc Âu phục đi lên sân thượng người kia không chú ý tới minh thủ, đang giữ người mặc Âu phục sát mép sân thượng, lúc này hắn chỉ cần buông tay, người mặc Âu phục sẽ rơi xuống. Lúc hắn ta đang chuẩn bị buông tay, sau gáy hắn bỗng dưng đau nhói, trước mắt biến thành màu đen, nhưng trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn dùng sức đẩy người mặc Âu phục xuống. Minh thủ giữ lại người mặc Âu phục, vì lực quán tính cô cũng bị kéo theo một đoạn, phải bám vào vật bên cạnh mới đứng vững được cơ thể. Kéo người kia lên, Minh Thù nhìn gương mặt đó, vẻ mặt không biến hóa chút nào. Tỉnh lại đi, Minh Thủ dùng sức vỗ vỗ mặt của hắn, này, tỉnh lại đi. Nhưng mà đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Thủ chống cầm, nhìn hai người ngất đi. Cuối cùng Minh Thủ quyết định đánh người mặc trang phục công nhân vệ sinh một trận tơi bời. Sau đó trói lại giấu ở một chiếc tủ vứt ở trên sân thượng. Kẹt, Kỳ Hòa bảo bảo, cô đã về rồi. Vân Ngư nghe tiếng cửa mở, hấp ta hấp tắc chào đón, thì đấu báo danh sao? Đây đây đây, là ai? Vân Ngư nhìn Minh Thủ kéo theo một người đàn ông đi vào vẻ mặt mờ mịt. Nhặt được. Minh thủ ném người kia lên chiếc giường một, thở hồng hộc hỏi Vân Ngư, nhanh, mang cho tôi ít đồ ăn vặt cứu mạng. Vân Ngư đưa đồ ăn vặt đang cầm trong tay cho cô. Vân Ngư tiến lên quan sát người đàn ông trước mặt, kỷ hòa bảo bảo, cô nhặt được chỗ nào? Thật là đẹp trai. Này không phải là người yêu cô chứ? Thực sự nhặt được. Minh thủ vừa ăn đồ ăn vặt vừa trả lời. Ồ, Vân Ngư kéo dài giọng, hiển nhiên không tin, bộ dạng còn tỏ vẻ thái độ, minh thủ tập trung ăn đồ ăn vặt cũng lời giải thích vân ngư nhìn xung quanh người kia một lúc lâu sờ cằm kỳ hòa bảo bảo hắn bị sao vậy tôi cũng không ngửi thấy mùi rượu đại khái bị người ta đánh cho bất tỉnh vân ngư hoảng sợ nhìn về phía minh thù cô đột nhiên xông lại giữ chặt hai vai minh thù lắc kỳ hòa bảo bảo dù cô có thích hắn cũng không cần phạm tội chứ minh thù ôm lấy đồ ăn vặt đã nói là nhặt được mà vân ngư lắc hai cái đột nhiên buông minh thù ra suy nghĩ theo kiểu xê lốc hôm, có điều đẹp trai như vậy. Có thể phạm tội một lần, cũng không tệ. Cô gái này say mê công việc tư duy chẫm không hiểu. Vân Ngư có việc nên rời đi, Minh Thủ ngồi trong túc xá. Đến khi ánh nắng chiếu về phía chân trời, người kia mới mơ màng tỉnh lại. Người kia mở mắt dò xét những đồ trang trí lạ mắt trên đỉnh đầu. Đầu đau như búa bổ. Hắn đưa tay lên sờ, thấy ướt. Đưa lên trước mặt nhìn, tất cả đều là máu. Người đàn ông, hắn chậm chậm ôm đầu chống tay ngồi dậy, nhìn về phía người sống duy nhất trong phòng. Cô gái nghiêng người ngồi bên trong ánh nắng chiều, nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ màu trắng bay lượn cùng chiếc bóng mảnh mai của cô quấn lấy nhau. Toàn bộ hình ảnh đẹp vô cùng. Đây là đâu? Minh Thủ từ từ quay đầu, ký túc xá nữ. Ký túc xá nữ. Ánh mắt người kia liếc nhìn xung quanh, tại sao tôi lại ở đây? Bị bắt cóc. Minh Thủ cười, có sợ không? Tôi đã gặp cô ở biệt thự, vẻ mặt người kia như bảo đừng nghĩ có thể gạt được tôi tôi tới biệt thự không phải là để thăm dò hành trình của anh mà là để bắt cóc tư tiên sinh minh thù bình tĩnh nói bừa tư trầm tư trầm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tòa nhà quen mắt phía xa xa hắn hừ một tiếng cô bắt cóc tôi còn mang tôi về trường học sao diễn viên minh thủ vòng tay qua ngực nheo mắt trả lời ai đoán được anh sẽ ở trong trường học chứ tư trầm không phải thực sự bị bắt cóc chứ Tư trầm đưa tay sờ lên người mình, điện thoại di động vẫn còn. Hắn lấy điện thoại ra, người trước mặt không có phản ứng, lại ấn hai lần đối phương cũng không có phản ứng. Con nhóc này dám đùa giỡn hắn. Trên điện thoại di động tất cả đều là cuộc gọi chưa nhận. Vừa lúc đó trợ lý gọi điện thoại tới. Tư trầm vừa mới kết nối, màn hình điện thoại lập tức đen xì, tự động tắt máy. Tư trầm, tự nhiên hết pin. Cô nhìn thấy ai đánh tôi. Tư trầm từ chiếc giường nhỏ đứng lên, cao ngạo nhìn xuống minh thù khuôn mặt đầy vẻ hung dữ, nếu không phải là một khuôn mặt dễ nhìn, đoán chừng chính là thổ phỉ. Có thấy? Là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Minh thủ che miệng, cười vô cùng ôn hòa. Tư trầm khó chịu, cô muốn cái gì? Minh thủ mỉm cười, tôi cứu anh một mạng, chẳng lẽ anh không muốn lấy thân báo đáp sao? Tư trầm nhắm mắt lại, vẻ khó chịu không che giấu từ trên người hắn biểu hiện ra. Một triệu, một triệu đã đủ mua một cái mạng này. Tính mạng của tư tiên sinh lại rẻ như vậy sao? tôi là kéo anh từ cận kề cái chết trở về, còn lãng phí rất nhiều đồ ăn của tôi. Tư trầm muốn đá bay đồ đạc xung quanh, nhưng trong phòng này nhìn không thấy vật gì có thể đá được, hắn chỉ có thể đè nén xúc động xuống. Vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu, 10 triệu, nói cho tôi biết, người tấn công tôi là ai? Tôi. Không. Nói. Cho. Anh. Biết. Tư trầm. Đau đầu quá. Thân thể tư trầm lung lay, bị ngã ngồi trở về trên giường. Minh Thủ đứng bật dậy, không biết có phải Tư Trầm bị ảo giác không, vừa rồi hắn thấy trong mắt cô lóe lên một tia lo lắng. Thế nhưng nhìn lại lần nữa, cô gái chỉ cười nhẹ nhàng đi sang bên cạnh. Mất máu quá nhiều vừa rồi lại nói, khiến cho Tư Trầm choáng váng. Hắn nhìn Minh Thủ mang đồ qua, thô lỗ đè hắn lên giường, xoay người. "Cô." Tư Trầm dãy ruộng, thế nhưng đầu choáng váng, tay chân cũng bắt đầu vô lực. "Đừng nhúc nhích." Minh Thủ ấn hắn xuống. Tư Trầm cảm thấy cái đầu cao quý của mình ở trong tay đối phương, trở thành phế phẩm không đáng một xu. Cô ta lại dám ấn đầu hắn xuống như thế. Không biết là vật gì ấn vào vết thương của hắn, tư trầm há hốc miệng kinh ngạc, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chương 996, Đại thần kiêm chức, 12. Lúc tư trầm tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối. Ngoài cửa sổ một mảng đen xì, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp sáng. Cô gái đội mũ trò chơi ngồi ở trên ghế, không hề phòng bị. Nếu đây là bọn cướp thì gan của cô cũng quá lớn rồi, Tư Trầm đưa tay sờ đầu, thấy một lớp vải băng. Tư Trầm xuống giường, tìm thấy trên bàn sạc điện thoại cắm sạc cho điện thoại của mình, lúc đợi hắn nhìn về phía người bên cạnh. Tư Trầm có chút kỳ lạ nhìn cô. Hắn đưa tay sờ ngực, thật là nóng. Trong ngực như có lửa đốt. Đinh. Âm thanh tin nhắn làm Tư Trầm bừng tỉnh, hắn cúi đầu vừa nhìn, không biết từ lúc nào điện thoại bị hắn đè trúng nút bật, lúc này tin nhắn đang không ngừng hiện lên. Tư Trầm đưa vị trí cho trợ lý, Trợ lý tới rất nhanh, tư trầm lặng yên rời khỏi ký túc xá. Nhưng hắn không biết sau khi rời đi Minh Thù bỏ mũ xuống. Tiểu yêu tinh này có vẻ lạ. Lạt mềm buộc chặt, Minh Thù đứng ở bên cửa sổ, nhìn người ở dưới rời đi. Tư tiên sinh, ngài. Trợ lý nhìn vài băng trên đầu tư trầm, rất quan tâm hỏi. Gọi người trong hạng mục vân hành tới. Tư trầm suy nghĩ một chút, mang tư liệu về kỷ hòa cho tôi. Vâng. Nhiệm vụ của trợ lý chính là chấp hành mệnh lệnh của tư trầm có điều tra được người nào đã đánh tôi không kết quả điều tra sơ bộ là do mấy người chống lại ngài có điều còn chưa bắt được người trợ lý nói tiếp tục điều tra tư trầm khó chịu hử lạnh đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt vâng trợ lý cúi đầu đi xử lý hai mệnh lệnh tư trầm giao tư trầm nhìn ánh sáng không ngừng lóa lên ngoài của sổ xe có chút ngơ ngẩn ngày thứ hai minh thủ tới biệt thự đã bị gọi lên tầng cao nhất lần trước cô chỉ tới lối vào tầng cao nhất giao tư liệu cho trợ lý rồi xuống đây là lần đầu tiên cô bước vào tầng cao nhất. Xuyên qua một hành lang, đi vào một căn phòng toàn hoa pha lê trong suốt. Bàn làm việc của người kia ngay trong phòng hoa. Kỷ Hòa. Tư Trầm nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Tư Trầm đội mũ trên đầu, có lẽ để phù hợp với mũ, không mặc âu phục mà mặc một bộ đồ thể thao. Chào Tư Tiên Sinh. Minh Thù cười tủm tỉm chào hỏi. Ánh mắt Tư Trầm đảo từ người cô qua người trợ lý, trợ lý lập tức không người đi ra ngoài đóng cửa kính lại. Tư Trầm ấn tay một cái, màu sắc thủy tinh bên trong bắt đầu biến đổi, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn không thấy được bên trong. Mặt tư trầm âm trầm, là cô làm. Minh thủ đưa ra khuôn mặt nghiêm túc, tôi là vì bôi thuốc cho tư tiên sinh. Nói dối. Tư trầm sở mũ, rồi chỉ vào đằng sau gáy mình, bôi thuốc có cần phải cạo đầu tôi thành thế này không? Hắn làm sao còn có thể gặp người khác? Chưa quen tay. Minh thủ cười, chắc là luyện tập vài lần sẽ tốt hơn. Tư trầm nhìn cô cười nhạt, minh thủ quay xuống phía dưới thu dọn đồ đạc ngô thanh vội chạy tới giật mình hỏi sư muội cô làm gì mà lại đắc tội với tư tiên sinh chỉ là cạo một mảng tóc của hắn cũng không phải không mọc lại được keo kiệt minh thủ chủ yếu thu thập đồ ăn vặt ngô thanh một lát không nói ra lời cái gì gọi là chỉ cạo một mảng tóc của hắn tóc của tư tiên sinh tư tiên sinh làm sao cô ấy cạo được hắn muốn đuổi việc cô nếu đúng thật là như thế bị đuổi việc là kết quả tốt nhất không phải, hắn để tôi làm trợ lý cho hắn. Minh Thù nói. Bàn làm việc mới của Minh Thù bên ngoài phòng hoa, bên cạnh còn có hai bàn làm việc nữa, đều là vị trí trợ lý của Tư Trầm, Kỷ Hòa, Tư Tiên sinh bảo cô rót trà. Minh Thù mới vừa bỏ đổ xuống, trợ lý giáp liền từ phòng hoa đi ra, phân phó công việc cho cô. Được. Minh Thù cười rất ngọt ngào. Trợ lý giáp hơi sững sờ, nét mặt nghiêm túc trên khuôn mặt giãn ra, ôn hòa lên nhiều minh thủ rót trà bắt đầu đi vào lần trước nói với các người các người không thèm nghe sao lỗ tai chỉ để trang trí sao tư trầm đập văn kiện lên người đứng trước mặt hắn cút người kia nhặt văn kiện lên cúi thấp người nhanh chóng đi ra ngoài minh thủ đặt trà lên bàn tư tiên sinh mời uống trà tư trầm vốn đang không thoải mái nhìn thấy người con gái cạo đầu mình càng khó chịu nhưng hắn vẫn nâng chén trà lên uống một hớp chuẩn bị làm khó cô phụt cả khuôn mặt tư trầm chớp mắt đỏ bừng tư tiên sinh anh còn dám sai tôi làm những việc thế này lần sau tôi không chắc cho cái gì vào bên trong đâu tiểu yêu tinh gan thật lớn cô tư trầm cay đến không nói nổi chỉ vào minh thù tức đến mức giận sôi lên minh thù nhìn hắn mỉm cười xoay người rời đi đợi minh thù đi tư trầm mới không để ý hình tượng đi tìm nước uống tư tiên sinh vừa rồi nhận được tin tức cút ra ngoài trợ lý giáp cứng đờ thấy tư trầm quay lưng về phía hắn cũng không dám hỏi vì sao nhanh chóng đi ra khỏi phòng trợ lý giáp nhìn về phía trợ lý mới đang ngồi ăn đồ ăn vặt lại nhìn vào trong phòng cũng không biết đang suy nghĩ gì mãi đến khi tư trầm gọi hắn vào trợ lý giáp mới dừng suy nghĩ tư tiên sinh vừa rồi chúng tôi nhận được tin đã tìm được người đánh ngài bị người ta trói ở trên sân thượng chúng tôi đã hỏi giám sát chính hắn là người đã mang ngài lên sân thượng chúng tôi còn phát hiện kỷ hòa sau đó cũng đi lên nói như vậy là kỷ hòa đã cứu tôi giọng nói tư trầm hơi khàn khàn do bị cay giám sát không nhìn thấy kỳ hòa đi xuống không nhìn thấy vậy cô xuống như thế nào tất nhiên cũng không nhìn thấy tư trầm xuống như thế nào cho nên bọn họ mới cảm thấy kỳ lạ khoa học kỹ thuật bây giờ khắp nơi đều là giám sát hai người sống sờ sờ sao lại không thấy đâu đã xuống được phía dưới tôi biết rồi tư trầm bảo trợ lý xuống phía dưới tư trầm phải báo thủ việc bị cạo đầu tự nhiên sẽ tìm minh thủ nhiều lần nhưng cuối cùng đều là hắn phải ăn quả đắng trợ lý ất rất không hiểu Tư tiên sinh đối xử với kỳ hòa như thế, chắc là rất chán ghét cô ta. Vậy sao không đuổi việc cô ta luôn? Trợ lý giáp bí hiểm, tâm tư của tư tiên sinh, chúng ta làm sao mà biết được? Trợ lý ất nói, tôi cảm thấy kỳ hòa rất tốt, đối với mọi người đều luôn nở nụ cười. Trợ lý giáp, anh không không thấy bộ dạng tư tiên sinh bị cô ta chọc tức, đến giơ tay giơ chân sao? Tư tiên sinh, tư trầm ném văn kiện lên người trợ lý ất, kỳ hòa đâu? Vừa rồi còn ở, trợ lý ất nhìn vị trí minh thù, chắc là vào nhà vệ sinh. Một lát nữa bảo cô ta vào đây. Minh Thủ vừa quay lại đã bị trợ lý ất thông báo Tư Trầm tìm cô. Tư Trầm ngồi trên ghế tổng giám đốc, gác chéo chân, một bộ quần áo kiểu lão đại. Lại muốn làm gì? Tư Trầm chỉ chỉ cái ghế trước mặt, vào trò chơi. Minh Thủ, tìm chẫm chơi trò chơi, lại muốn làm gì? Nước đến thành trạng. Minh Thủ ngồi xuống, đội mũ lên đăng nhập vào trò chơi. Cô vừa vào thì có rất nhiều người kết bạn, lần trước mở ra cô không đóng lại, minh thủ đang muốn tắt đi một người đột nhiên nhảy ra tư trầm yêu cầu thêm vào danh sách bạn bè minh thủ run tay một cái suýt nữa ấn từ chối tư trầm bản đồ dung nham qua đây đi phong hòa tận khởi dựa vào cái gì tư trầm tôi là cấp trên của cô phong hòa tận khởi anh đuổi việc tôi tôi sẽ rất cảm ơn anh bị đạo sư hói đầu đuổi việc không có lý do gì phải nhảy lầu một lát sau minh thủ thấy tư trầm tự mình đi qua hắn trong trò chơi và thực tế khuôn mặt hầu như không khác nhau gì cả, vô cùng đẹp trai, có dáng vẻ thổ phỉ. Chương 997, Đại thần kiêm chức 13. Nhân vật của Tư Trầm thực sự rất lợi hại, nhưng không phải là kiểu lợi hại giống những người chơi trò chơi thông thường, vì họ tuyệt đối không thể đạt cấp 120 cao nhất trong lúc này được. Chương trình cập nhật mới nhất còn chưa tới cấp 120. Trò chơi vấn linh và mũ của trò chơi này đều là do Hoàn Diệu phát minh ra. Câu lạc bộ NS còn chưa tung mũ trò chơi ra thị trường, vậy có nghĩa là hoàn diệu đã lén lút vận chuyển ở sau lưng tư trầm chỉ là cố vấn đặc biệt của hạng mục vân hành thế nhưng quyền lợi của hắn đều rất lớn mặc dù cô vẫn chưa từng đi xuống dưới lòng đất nên không thể biết được hoàn cảnh ở nơi đó chí ít là ở phía trên cô biết được tòa nhà nhất ngôn đường này là của tư trầm mà biệt thự của mỗi người đều được liên kết với mũ của trò chơi thế nhưng chúng còn chưa được tung ra trên thị trường cho nên tư trầm chính là người của hoàn diệu minh thù nhìn về phía cổ tay của tư trầm ở đó có một một sợi dây màu đỏ, như vậy thì không thể nhầm đi đâu được. Thế nhưng trong một thời gian ngắn ngủi tên tiểu yêu tinh này đã bị thương đến hai lần, tư trầm vừa ngậm một cọng cỏ trong miệng vừa lôi cô đi. Hiện giờ cô còn cách bản đồ dung nham rất xa, tư trầm lại không biết cách để truyền tống, cho đến khi cô tránh được sự lôi kéo của hắn, thì cũng đã dẫm lên được bản đồ dung nham. Địa hình của dung nham đúng như tên gọi của nó, tất cả đều là dung nham. Những nơi có thể đứng an toàn vô cùng ít, hơn nữa xung quanh đều nóng hừng hực, nơi hai người đang đứng lúc này cũng rất hẹp, hoàn toàn phải đứng sát vào nhau. Không biết có phải do mũ của trò chơi hay không, Minh Thù có cảm giác cực kỳ chân thật. Lúc Tư Trầm kéo cô, cô cũng có loại cảm giác này. Các loại mũ trò chơi sử dụng trước kia, mặc dù có thể cảm nhận được nhiệt độ, sự đau đớn khi đánh nhau, nhưng tuyệt đối không có cảm giác gì khi hai người tiếp xúc với nhau. Giọng nói của Tư Trầm vang lên, cho cô một giờ đồng hồ để tìm ra hệ thống của bản đồ này. Minh Thù cười nói, tôi cũng không phải là công nhân, Tại sao phải giúp anh tìm ra hệ thống?" Đột nhiên Tư Trầm khom lưng, dính sát vào người Minh Thủ, "Nếu như tìm được, tôi cho cô một đặc quyền." Minh Thủ nheo mắt, "Đặc quyền gì?" Tư Trầm cười một cái, "Quyền tuyệt đối quản lý chiến đội, thấy sao hả?" "Quyền tuyệt đối quản lý?" "Như vậy nghĩa là về sau bọn họ tuy là vẫn thuộc câu lạc bộ NS, thế nhưng câu lạc bộ lại không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa." Trước đây Minh Thủ chọn gia nhập câu lạc bộ, mà không phải tự mình lập một chiến đội là để tránh phiền phức quyền tuyệt đối quản lý, vì sao hắn không tự mình đi mà làm. Minh thủ lắc đầu, dường như không có lợi cho lắm. Tư trầm dường như biết cô đang suy nghĩ gì, liền nói, ngoại trừ quyền quản lý, tất cả đều vẫn sẽ như cũ, sẽ cung cấp hết những thứ cần thiết cho mọi người, đồng thời cũng sẽ có chuyên gia phụ trách. Minh thủ suy nghĩ thêm một lúc, mỗi tuần phải cấp thêm đồ ăn vặt, không thành vấn đề. Tư trầm dường như muốn bọc Minh thủ cuộn lại vào trong ngực, nhưng mà, nếu cô không tìm ra thì từ nay về sau đều phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Trẫm còn tưởng rằng tên tiểu yêu tinh này đột nhiên tốt bụng như vậy, là vì coi trọng bản lĩnh của Trẫm. Hắn làm mọi tình cảm vừa rồi của Trẫm đều bay mất tiêu. Khá khen cho nhà ngươi. Minh Thủ chọc ngón tay vào lồng ngực của hắn, kéo dài khoảng cách của hai người, trước tiên anh cứ nằm mơ đi nhé. Tư Trầm cười lạnh, tôi sẽ chống mắt lên xem. Tư Trầm nhìn thời gian liên tục, chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Minh Thù còn chưa trở lại. Hắn mỉm cười sảng khoái, sắp trả thù được rồi. Trong một phút cuối cùng, bỗng một bóng người đi tới từ đằng xa rồi đứng ngay trước mặt tư trầm. Tư bỏ rồi À? Thôi được rồi, về sau, tôi tìm được rồi. Minh thủ ngắt lời hắn, khiến cho tư tiên sinh phải thất vọng rồi. Tư trầm, sau khi xác nhận Minh thủ đã tìm đúng chỗ, mặt tư trầm đen lại. Minh thủ đang chuẩn bị thoát trò chơi thì đột nhiên nhận được tin nhắn của thanh thu chủng, nói vừa đúng lúc đủ người, muốn cô đi luyện một chút. Giang lưu, cấp của cậu đã cao như vậy rồi ư. Minh thủ chạy một vòng quanh người Giang lưu, Giang Lưu trả lời, anh Thanh Thu đã tìm giúp tôi nơi để luyện tập. Nơi đó có mấy loại thi đấu chính thức, nếu như đẳng cấp không đủ thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Điều này đúng thật không sai. Cấp của Nhật Nguyệt Trọng Quang cũng cao lên không ít. Đi thôi, chủ yếu là chúng ta mang Giang Lưu và Trọng Quang đi luyện cấp, mọi người cảm thấy không có vấn đề gì chứ? Minh Thủ hỏi những người còn lại. Chuyên nghiệp và nghiệp dư vẫn có điểm khác biệt, không nên xem thường. Kim Dạ Nguyệt nhắc nhở. Đánh thua thì thôi. Minh Thù tỏ ý không sao cả, tôi cũng không phải đi để thắng. Thanh Thu chủng, vậy thì cô vì cái gì? Đương nhiên là vì cục cưng của tôi rồi. Cô dự định đến lúc gặp được người ta rồi, chỉ cần nhấn nút giả làm nữ chính, tất cả yêu thương đều sẽ thuộc về cô. Mọi người đều cảm thấy mù mịt, cục cưng của cô là ai vậy? Đi thôi nào, đừng làm lãng phí thời gian, lát nữa là đến giờ cơm tối rồi. Chỉ số thù hận trên người chấm còn chưa đầy đây này. Mặc dù Thanh Thu chủng, tò mò đến ngứa ngáy cả ruột gan nhưng Minh Thủ nhất quyết không nói cho hắn biết. Lúc Minh Thủ vào trong trận đấu thường phối hợp rất chặt chẽ với tổ đội. Có thể nói do vận khí của Minh Thủ khá tốt nên vừa lúc rước được một bình luận viên. Những người còn lại đều đã ẩn tên, chỉ có có Minh Thủ ấn chọn đại danh phong hòa tận khởi, khiến người khác vừa liếc mắt đã nhận ra. Bình luận viên cũng là một tên rất tinh danh, vừa thấy Minh Thủ xuất hiện liền sửa lại tên phòng. Phong Hòa tận khởi versus đẹp trai nhất thiên hạ để tiêu đề như thế này là muốn thu hút người tới xem ư. Ừ, khoan hãy nói, mới vừa rồi còn chẳng thấy có mấy người ở khu phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ cần tên này vừa đến là chỉ trong chớp mắt đã có một đám người kéo tới. Phong thần kìa, ta lại nhìn thấy phong thần một lần nữa rồi. Phong thần của ta đẹp trai chết đi được, chảy nước miếng. Ta đã từng đến xem phong thần báo danh không dưới 10 lần. Đoàn tiểu tinh, 10 lần làm sao mà đủ. Đoàn tiểu tinh đang đau khổ tuyệt vọng kìa. Bên cạnh phong thần là đồng đội của hắn sao? Hình như không phải tài khoản dường như không giống lắm. Muốn nhìn thấy viễn cổ đại thần, chủ yếu là muốn tăng độ thành thạo cho Giang Lưu, thế nên không như báo danh nhanh, minh thù cùng đối phương chậm rãi chơi đùa là để cho Giang Lưu đi ra. Khán giả xem một lúc liền đen mặt. Ở trong mắt mọi người, hoa thần chính là một kho máu di rộng, tại sao phong thần lại bắt hoa thần đi giết người cơ chứ? Mặc dù hoa thần được thiết kế có công kích, thế nhưng lại không đủ mạnh hơn nữa chức năng chính lại là trị. Liệu, cho nên người bình thường đều cảm thấy rất khó để thao tác. Chính vì vậy ban đầu hoa thần đều được nuôi bằng sữa, về sau không chơi được tính năng công kích đó nên cũng chỉ còn cách bỏ quên. Có người trực tiếp giải thích trên màn hình, bị một kho máu di động giết chết, đội ngũ của đẹp trai nhất thiên hạ đều cảm thấy không phục. Phong thần ta muốn đánh nhau với ngươi chứ không muốn đánh với bình sữa. Bình luận viên không nhịn được liền giống lên. Minh thủ cười nhẹ, ngươi đánh bại được bình sữa kia đi đã. Mẹ ơi, giọng của nam thần thật dễ nghe. Hà hà trước hết phải đánh bại được bình sữa đã, bình luận viên đừng sợ, đánh xong là ngươi có thể chính thức đối mặt với phong hòa tận khởi rồi. Muốn đánh nhau với ta thì trước tiên phải làm cạn bình sữa của ta đã. Phong thần thật khí phách. Phong luyện tập học sinh. Đào tư vừa bước vào đã thấy mọi người đang tụ tập lại một chỗ. Cô nghi ngờ hỏi, mọi người đang xem cái gì vậy? Quả đào, mau đến đây xem phong hòa tận khởi đang được phát sóng trực tiếp này. Bốn chữ phong hòa tận khởi, tựa như một cái gai trong lòng cô. Đào tư đứng trước màn hình máy tính. Toàn bộ tin tức được phát sóng trực tiếp trong trò chơi, đều có thể dùng máy vi tính để xem. Cô lướt mắt nhìn lên màn hình, vừa lúc trông thấy câu Phong Thần khí phách kia thì chân mày lập tức nhíu lại. Thật không ngờ Phong Hòa tận khởi là nữ, thế mà ta lại cứ tưởng là nam. Tôi cũng thế, các thao tác trên bàn phím của cô ta khi chơi trò này, quả thực châu bò không thể chịu được. Trước đây ta từng nghe nói câu lạc bộ của chúng ta muốn mời cô ta tới ký hợp đồng, nhưng không biết vì sao lại thất bại. Thân hình của Phong Hòa tận khởi cũng rất đẹp, đúng không quả đào? Đào Tư gượng cười đáp lại một cách nhạt nhẽo, đúng vậy. Người bên cạnh nói đùa, nói không chừng về sau cô và cô ta chính là hai viên ngọc trong truyền kỳ đó. Ha ha ha. Sắc mặt của Đào Tư càng ngày càng kém. Chương 998, Đại thần kiêm chức 14. Đào Tư đăng nhập vào trò chơi thường không dùng biệt hiệu, trực tiếp tiến vào trò chơi. Trận đấu giữa minh thủ và bình luận viên cũng vừa vặn kết thúc. Đào Tư nhanh chóng kéo thêm vài người rồi mới minh thủ PK. Dù lần này không được phát sóng trực tiếp nhưng nếu muốn xem, thì vẫn có thể đến nơi thi đấu để quan sát thế nên khi thấy minh thủ vào bản đồ một lần nữa khán giả lại đổ xô vào đăng ký chen lấn vào sân đấu đào tư tự nhận rằng thời gian cô chơi trò chơi vấn linh này lâu hơn cả những người chơi khác chính vì vậy mọi nhân vật bản đồ và kỹ năng đương nhiên cô đều hiểu rõ hơn bọn họ cô không được chậm trễ nữa mà phải pk ngay lập tức đào tư đặc biệt hiệu cho mình là mộng vũ giọng nói của cô cũng trở nên ngọt lịm phong thần ra tay được chưa minh thủ hít mắt cười ưu tiên vị nữ sĩ dễ thương này ra tay trước ngươi cho rằng chỉ cần đổi biệt hiệu là trẫm không nhận ra nhà ngươi sao Chấm cũng từng xem qua vở kịch này của nhà ngươi rồi vậy ta không ngại nữa đào tư tiến lên chọn bản đồ trước nơi giao đấu lần này là ở sơn lâm địa thế của bản đồ này lại rất bất lợi cho người không giỏi mai phục ẩn mình xem ra số mạng của cô cũng không tệ ngẫu nhiên lấy được bản đồ có lợi cho mình minh thủ xoa tay tí nữa cứ để mộng vũ lại cho tôi xử lý những kẻ còn lại thì tùy ý mọi người thanh thu trùng cảm thấy minh Thủ cười như không cười hắn đột nhiên cảm thấy dùng mình những người còn lại cũng đều cảm thấy như vậy họ quay ra nhìn nhau có người đắc tội với cô sao thật kỳ quái trước kia phong thần đâu phải kẻ hẹp hòi đến vậy chứ trò chơi vừa mới bắt đầu minh thù liền đi tìm đào tư trước cô cũng không biết đào tư đang nghĩ gì chỉ thấy cô ta đã chủ động tiến đến hai người gặp nhau trong một cánh rừng đầy hoa nhỏ mọc dưới đất nhân vật của đào tư cực kỳ nữ tính con của minh thù lại tràn đầy nam tính hai người gặp nhau ở chỗ này nếu người khác không biết lại còn tưởng đang đóng kịch cổ trang đào tư ra tay trước kỹ năng của cô ta phát sáng lấp lánh xuyên qua rừng lá cây nơi minh thù đang đứng đột nhiên rụng xuống rồi nhanh chóng bốc cháy ngùn ngụt vì muốn người chơi có thể trải nghiệm một cách chân thật nhất số liệu của bối cảnh đều được đưa vào trong mũ trò chơi bắt chước y như thật cây cối trong rừng đồng loạt bốc cháy ngăn cản tầm mắt của minh thù Vút minh thủ vội né người sang một bên rồi lập tức ẩn mình vào trong làn khói không tìm được vị trí của minh thủ đào tư nhăn mày nhìn ngắm xung quanh một cách cẩn thận dầm vút 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 lá cây rơi xuống đỉnh đầu đào tư cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đang nhanh chóng rơi xuống lập tức đưa tay ra phòng bị minh thủ đè tay đào tư xuống dùng sức nhấn một cái khiến đào tư không thể đánh ra chiêu thức gì một chân của cô ta đã quỳ xuống mặt đất minh thủ thúc gối vào cằm của cô ta Đào Tư kêu đau một tiếng rồi ngã xuống phía sau, Minh Thù nhấc chân lên rồi lại để xuống. Đào Tư lăn xuống sườn dốc, thân thể cô ta đã làm gãy không ít cây cối. Minh Thù đuổi theo Đào Tư xuống phía dưới, sau đó tiếp tục đánh cô ta tơi bời, đánh cho máu của cô ta rụng gần hết thì treo máy, chờ cô ta hồi máu rồi lại tiếp tục đánh. Phong Thần thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Mộng Vũ kia trông đáng yêu như thế cơ mà. Điên à, đã chơi trò chơi còn thương hoa tiếc ngọc làm gì? Dù sao người ta cũng là con gái mà, ít nhất phong thần cũng phải để lại mặt mũi cho người ta chứ. Phong thần đẹp trai quá. Ta thích bộ dạng đó của phong thần. Khán giả vây xem chia làm hai phe. Một bên thì cảm thấy minh thủ ra tay hơi tàn độc. Một bên lại cho rằng bất kể phong thần làm gì cũng đều đẹp trai hết, chắc chắn là chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của phong thần. Toàn bộ tin tức của trò chơi đều là những lời cảm thán của người vây xem. Mặc dù biết là thế nhưng khi thấy minh thủ đánh mình như vậy, đào tư vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi từng đợt sóng đồng cảm liên tiếp dấy lên khiến cho cô càng trở nên cáu kỉnh. Nếu đổi thành biệt hiệu thật thì có lẽ cô sẽ không khổ sở như thế này. Phong hòa tận khởi, nếu ngươi muốn giết ta thì xin mời, tại sao phải sỉ nhục người khác như vậy? Nhân lúc vừa hồi máu, đào tư không nhịn được mà giống lên. Sỉ nhục người khác. Minh thủ nheo mắt, phát ra giọng điệu khàn khàn vô cùng quyến rũ. Ta chỉ đơn giản là đánh nhau với ngươi, sỉ nhục ngươi ở chỗ nào vậy? Đào tư nhíu mày, ta đắc tội với ngươi à? Minh thủ nhún vai, là do ngươi khiêu chiến với ta trước, nên việc ta đánh ngươi không phải là chuyện bình thường sao? Đào tư biết mình quả thực đã quá vội vàng khi tìm minh thủ PK, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Cấp bậc của ta không so sánh được với ngươi, ta thua rồi. Lời nói này ám chỉ minh thủ ý lớn hiếp nhỏ. Minh thủ mỉm cười, khi một tên lính tốt bước ra chiến trường, liệu rằng tướng quân sẽ tha không giết hắn chỉ vì hắn là tên lính tốt không? Đào tư, đây là khái niệm gì vậy? trò chơi thì làm sao có thể so sánh được với chiến trường. Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, ngươi không thấy mình quá đáng sao. Minh thù mỉm cười, trò chơi cũng là chiến trường mà. Đáy mắt của đào tư hiện lên một tia lạnh lẽo, trong lòng đã nảy sinh ra một kế hoạch, ngươi là đại thần, tất nhiên ta không thể đánh lại được rồi. Nhưng nếu ngươi trực tiếp lấy đầu ta thì có khác nào ngươi đang tự sỉ nhục mình không? Đúng vậy, trực tiếp giết luôn là được, tại sao lại còn đánh người ta như vậy? Hình như phong thần cũng có chút quá đáng phong thần đã nói rồi mà, khi ngươi ra chiến trường, kẻ địch sẽ tha cho ngươi chỉ vì ngươi không đủ mạnh ư. Ừ. Cô gái này đã không đánh lại được còn đổ lỗi cho phong thần, không biết thương hóa tiếc ngọc, cô ta coi mình là đát kỷ hay điêu thuyền vậy. Các ngươi đừng có nói bậy, phong thần đánh cô ta át hẳn là có lý do. Tất cả câm miệng đi, phong thần tuyệt đối sẽ không đánh người bừa bãi. Mình thù bỏ ngoài tai những lời bình luận, cô mỉm cười nói, nếu tự biết mình là lính tốt, tại sao còn muốn PK ta, chẳng lẽ không phải là muốn dâng đến tận cửa cho ta đánh sao nếu vậy thì ta còn nể mặt làm gì nữa đào tư nể mặt bọn họ vốn dĩ có quen nhau đâu nghe rõ chưa là bọn chúng mời pk trước phong thần cũng chỉ là phản kích lại thôi các ngươi còn đứng đó mà nói lung tung mọi khi pk nào có như vậy đâu không cho các ngươi nói phong thần nữa cứ nói đấy thì sao nào muốn đánh nhau phải không đánh thì đánh mở bản đồ đi sợ các ngươi chắc đến đây đi Minh Thu còn chưa kết thúc xong trận đấu, thì đám người bên ngoài đã hẹn nhau đi đánh một trận. Đào Tư vì dám nói Minh Thu như vậy nên lại bị đánh thêm một trận, còn đám người của Thanh Thu chủng thì đi giải quyết hết những kẻ còn lại. Mọi người đứng ở một bên xe Minh Thu và Đào Tư, càng yêu lại càng đánh. Thanh! Thu chủng hỏi, mọi người nói xem rốt cuộc phong thần và cô gái này có thủ oán gì vậy? Giang lưu đoán mò, cướp bạn trai của phong thần. Kim Dạ Nguyệt tiếp lời, cũng có thể là do cướp đồ ăn vặt của phong thần mặc dù chỉ ở chung trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để bọn họ thấy được phong thần có bao nhiêu chấp nhiệm với đồ ăn vặt. Động vào đồ ăn vặt cũng như động vào cô vậy. Siêu cấp tàn bạo. Mọi người đều im lặng nhìn về phía hai người họ. Nhật Nguyệt Trọng Quang, ầy, cũng không biết nữa. Tên mặt lạnh Hoàng Hạc Tây Quy không hé răng nói một lời nào. Cuối cùng đào tư cũng trực tiếp thoát trò chơi. Trận PK này đến đây là kết thúc. Mọi người cũng dần dần truyền tống thoát ra khỏi bản đồ. Minh thủ đánh xong phiếu đổi đồ ăn vặt kia, tâm tình vô cùng sung sướng thoải mái. Sau khi rời khỏi, cô liền giúp đỡ đám người hâm mộ não tàn của mình đánh thêm hai trận. Đám người hâm mộ não tàn cực kỳ hưng phấn, thế nhưng bọn người chống đối ngược lại cũng nổi khùng lên không ít. Tin tức minh thủ bắt nạt người chơi cấp thấp, ức hiếp con gái nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Càng nói sai sự thật thì càng tốt, minh thủ còn muốn lén lút đi thêm mắm thêm muối một phen. Nhân vật phản diện thực sự không dễ làm mà. Mấy tin tức lá cải này hoàn toàn được dựng lên nhờ tài thêu dệt chém gió kể cả chuyện cười trước kia của cô và hoàn nhĩ nhất tiếu cũng bị đào lên hoàn nhĩ nhất tiếu cũng vì kỹ năng đó của chu dịch mà bị mọi người ở khắp nơi chặn đường cô còn tưởng là mình lại gây phiền phức gì cho sư phụ nhà mình rồi nào ngờ sau khi nghe ngóng một hồi mới biết được sự thật hoàn nhĩ nhất tiếu liền sắn tay áo lên mang áo giáp vào diễn đàn tình người pk là tên viết tắt của cụm từ player killing ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game chương 999, đại thần kiêm chức 15. Minh thủ đăng xuất, toàn bộ gian phòng rơi vào tĩnh mịch mang lại cảm giác lạnh lẽo. Xung quanh cô bốn phía đều là thực vật, cũng không biết là hoa gì, tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Tư trầm sau khi ngồi vào bàn làm việc, gác chéo chân nhìn chằm chằm cô, cũng không biết nhìn được bao lâu rồi. Ánh mắt của hắn âm u không chút ánh sáng, nét mặt có vẻ tức giận, người bình thường chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ khiếp sợ. Minh thủ bình tĩnh thoát khỏi trò chơi, nhẹ vuốt bụng rồi nói nhỏ, đã muộn thế này rồi à, đói quá. Tiểu yêu tinh nhà cô thì có gì phải sợ chứ. Tư trầm để chân xuống, hào khí phất tay, lần trước cô đã cứu tôi để cảm ơn cô, tôi mời cô ăn cơm. Tiểu yêu tinh lại muốn tính toán với chẫm cái gì. Nơi tư trầm mời cô ăn cơm cũng khá thú vị là một quán lẩu, tiếng người nói chuyện náo nhiệt khí thế ngất trời. Tư trầm cởi áo âu phục bên ngoài, trên người mặc đồ thể thao đội mũ bóng chày, mang đầy dáng vẻ trộm cướp ngồi ở chỗ đó, thật đúng là không thể nhìn ra bản thân hắn là một tổng giám đốc. Tư trầm bày ra khí thế đây chính là giang sơn của ta, nói, muốn ăn gì thì cứ tùy ý gọi món. Minh thủ có chút không đoán ra được tiểu yêu tinh này muốn làm cái gì, nhưng mà cứ ăn trước đã cũng chẳng có sức mà nghĩ nhiều như vậy. Nếu hắn thật sự muốn gây sự, cùng lắm thì đánh cho hắn một trận. Cứ quyết định vậy đi. Người bán hàng đem đồ ăn ra rất nhanh, nồi nước lẩu đỏ rực sôi ùng ục, những miếng thịt thái lát mỏng được nhúng vào bên trong, ngay lập tức săn lại chín trong vòng một giây minh thủ chấm một chút gia vị thổi hai cái rồi liền bỏ vào trong miệng đầu tiên là nóng sau đó mới là cay và tê dại cái loại cay tê dại khiến cho bản thân cảm giác đầu lưỡi không phải là của mình tư trầm ngồi ở đối diện cười ăn ngon không minh thủ cúi đầu nhìn vào bát nước chấm trước mặt tư trầm cũng chẳng có khác biệt gì cả nhưng thực sự là vừa cay vừa tê dại dường như không còn nếm thấy vị của thịt nữa minh thủ uống hai ngụm nước ngọt thổ phỉ tư trầm nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút còn đủ mà minh thù nhìn hắn một cái không nói gì tư trầm bị nhìn thì không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ nhưng sống lưng hắn lại thẳng tắp ở phòng làm việc đã hành hạ hắn như vậy thù này không báo thì làm sao có thể sống đây minh thù gọi nhân viên tới thay bát nước chấm sau đó tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra ăn no mới có có sức lực đánh hắn tư trầm lúc ban đêm tư trầm ôm eo quay trở về nhà đừng hiểu lầm là bị đánh đó cô ta còn uy hiếp hắn rằng nếu không vừa mắt cô có thể ngay lập tức đuổi việc cô. Tư tiên sinh, ngài, cậu nói xem, cô ta có phải bị điên rồi không? Tư trầm hướng về phía trợ lý giáp mắng minh thù. Trợ lý giáp hùa theo cũng không phải, không hùa theo cũng không phải. a, à, nhẹ một chút, ngay cả cậu cũng muốn đâm chết tôi hay sao? Tư trầm lại giống lên khi trợ lý ất bôi thuốc cho hắn. Trong khi tư trầm gào giống giận dữ thì trợ lý giáp yếu ớt nói, tư tiên sinh, ngài thực sự rất ghét kỷ hòa sao? Nói nhảm, Tư trầm nghiến răng nghiến lợi, tôi đời này cũng chưa từng ghét ai đến vậy, tức chết tôi rồi. Trợ lý giáp lui lại mấy bước, nhưng... Trước đây nếu như ngài nhìn không vừa mắt người nào thì đều là trực tiếp đuổi họ đi. Để cô ta cút đi chẳng phải quá có lợi cho cô ta rồi sao? Tư trầm nói, tôi sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Trợ, lý giáp thẹn thùng, không thể không nhắc nhở vị tiên sinh nhà mình, lần nào, hình như cũng là ngài bị thương. Hơn nữa sau khi mắng xong, ngài cũng không có vẻ gì giống tức giận cho lắm tư trầm trở lại vị trí trừng mắt với trợ lý cậu muốn nói cái gì trợ lý giáp tiếp tục nói tư tiên sinh ngài có nghĩ tới hay không sợ rằng ngài không hề ghét kỷ hòa tư trầm cầm lấy lọ thuốc nước trên tay trợ lý ất ném về phía trợ lý giáp không ghét cô ta tôi chẳng lẽ thích cô ta sao trợ lý giáp liều chết gật đầu e là vậy tư trầm giống như đột nhiên phun ra núi lửa cút cút ra ngoài còn cậu nữa nhìn cái gì mà nhìn cút hết ra ngoài cho tôi trợ lý ắt tuy rằng vô tội bị vạ lây, nhưng cũng không thể không cục đuôi đi ra ngoài. Khi tư tiên sinh hung dữ thực sự rất đáng sợ. Rời khỏi phòng, hai người trợ lý đứng ở bên ngoài nghe ngóng âm thanh đập đồ đạc binh binh beng beng. Ở bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ vô cùng khó xử. Ngày thứ hai, trợ lý thấy tư trầm đeo kính dâm đi ra ngoài. Tư trầm trước tiên xuống lầu đi một vòng, phát tiết một lớp lửa giận, rồi lại xuống tầng hầm chút giận, sau khi khiến cho toàn bộ ngôi biệt thự gà bay chó sủa người người đều cảm thấy lo lắng tư trầm mới phát hiện minh thủ không tới làm việc vừa mới phát tiết xong lửa giận cơn giận dữ của hắn lại nhanh chóng quay trở lại hắn đập bàn một cái người đâu bây giờ là mấy giờ rồi vẫn còn chưa đi làm ư chỗ này của tôi giống như cái chợ đồ ăn hay sao trợ lý ất nhỏ giọng đáp kỳ hòa cảm thấy khó chịu xin nghỉ rồi khó chịu xin nghỉ bốn chữ ngay lập tức thu cơn giận dữ của tư trầm lại tư trầm mặt mày xám xịt quay lại phòng làm việc khó chịu ư khó chịu chỗ nào. Mình quan tâm cô ta như vậy làm gì cơ chứ? Lẽ nào lão tử thực sự thích cô ta rồi? Đùa gì vậy? Không thể nào, không thể nào. Tư trầm ở trong phòng đi tới đi lui. Vào chơi trò chơi để tỉnh táo hơn một chút, nhất định là mình bị cô ta làm cho tức muốn xỉu rồi. Tư trầm đăng nhập vào trò chơi. Thế nhưng khi nhìn tới danh sách bạn bè đang hoạt động, ngay lập tức xù lông. Chẳng phải nói không thoải mái sao? Vì sao vẫn còn đăng nhập vào chơi trò chơi cơ chứ? bỏ bê công việc để chơi trò chơi ư tư trầm vì sao không đi làm một phút trôi qua không trả lời hai phút trôi qua không trả lời năm phút trôi qua không trả lời tư trầm cô không đi làm tôi sẽ trừ hết tiền lương của cô mười phút trôi qua không trả lời tư trầm giỏi lắm kỷ hòa cô thực sự giỏi lắm nếu cô có gan thì đừng tới làm nữa tư trầm sau khi đánh xong dòng chữ rồi gửi đi thật muốn rút lại nhưng mà không có chức năng ấy quay trở lại khiến người ta thêm một cơ hội. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, phần trò chuyện của Tư Trầm bỗng nhảy lên. Phong Hòa tận khởi, Tư tiên sinh, anh không thấy sao tôi đang treo máy hay sao? Hơn nữa tôi có xin nghỉ. Treo máy ư? Hắn thực sự không có chú ý đến việc này. Tư Trầm, cô xin nghỉ để chơi trò chơi sao? Phong Hòa tận khởi, xin nghỉ rồi thì tôi muốn làm gì cũng chẳng liên quan gì đến Tư tiên sinh. Vẫn là câu nói trước nếu như anh không vừa mắt tôi thì mau đuổi việc tôi đi. Tư trầm hít mắt một cái, Cô nghĩ như vậy sao? Nghĩ cũng hay lắm. Hành hạ hắn thành bộ dạng này, còn cạo tóc hắn, vậy mà cứ như vậy phủi mông rời đi hay sao? Không có chuyện đó đâu. Tư Trầm định vị vị trí Minh Thù rồi chuyển qua đó, đúng lúc thấy Minh Thù đang đánh nhau. Bốn phía tất cả đều là người chơi, vây chặt lại với nhau. Đối phương hình như là chiến đội học sinh, họ đều là những nhân vật đã lên cấp quý nhân. Chúng ta chỉ hỏi hoàn nhĩ nhất tiếu, cũng đâu có hỏi ngươi, ngươi xuất hiện làm gì hả? đồ nhi của ta đã nói rồi không bán minh thù gõ vũ khí trong tay vào phần bao cổ tay của tên kia nhách miệng cười các ngươi nghe mà không hiểu tiếng người ư phong hòa tận khởi ngươi đừng ý vào việc mình có chút bản lĩnh mà ăn nói hống hách như vậy thành viên của học sinh tức giận mắng minh thù minh thù có chút bản lĩnh mà còn không kiêu ngạo vậy chờ đến khi nào mới kiêu ngạo đây thành viên của học sinh ngoài kia còn nhiều người tài giỏi như vậy người đã tự cho rằng mình vô cùng lợi hại rồi phải không đứng trước mặt những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn ta, ngươi chẳng là cái cóc khô gì. Minh thủ tay có dùng sức một chút, bao cổ tay của thành viên đội học sinh răng rắc nứt ra, cô chậm rãi cười khẽ, lời ngươi nói đúng thật không sai, ở trước mặt ta, các ngươi chẳng là cái cóc khô gì. Một giây tiếp theo, thành viên đội học sinh cả người bay ra ngoài. Tạm biệt, hoan nghênh lần sau lại tới để bị đánh nhé. Sư phụ, hoàn nhĩ nhất tiếu nhỏ giọng kêu một tiếng. Hoàn nhĩ nhất tiếu thật ra là muốn bán cho nam thần, thế nhưng thành viên của học sinh lại nói một câu đâm trúng sự phẫn nộ của cô, cho nên mới xảy ra xung đột với bọn họ. Sau đó minh thủ đã tới rồi, hai bên không nói một lời xông vào đánh nhau. Vì vậy lúc này chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của tư trầm. Chương 1000, Đại thần kiêm chức 16. Minh thủ lên đánh đội học sinh, nhưng điều quan trọng là thành viên của đội này đều đã thăng lên quý nhân. Muốn ỉ lớn hiếp nhỏ với cô ư, không có chuyện đó đâu. a à, là chồng của ta, tấn thần tới rồi, tấn thần tấn thần ở đâu ở đâu đó tấn thần uy vũ tấn thần vợ của ngươi ở đây đoàn người tự động tách ra tần tấn mang theo những thành viên khác của đội học sinh đi tới những thành viên của học sinh bị đánh kia ngay lập tức chạy đến phía sau tần tấn đội trưởng phong hòa tận khởi cô ta tần tấn giơ tay lên ý bảo hắn câm miệng người kia mặc dù có chút không cam lòng nhưng không dám cãi lại tần tấn đành im lặng đứng ở phía sau trừng mắt với minh thù khi bọn hắn xuất hiện, ánh mắt của Minh Thù chỉ đặt trên người của Đào Tư. Đây mới chính là cục cưng của cô. Đào Tư bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm nên cảm thấy toàn thân khó chịu, đứng phía sau Tần Tấn trốn đi, cố gắng tránh xa ánh mắt của Minh Thù. Mà lúc này phía đối diện cười một tiếng, Đào Tư đứng sát Tần Tấn tư thế nhìn qua có chút mờ ám. Tần Tấn ánh mắt lướt qua Minh Thù rồi dừng trên người Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu, "Chuyện xảy ra vừa rồi, cho tôi nói lời xin lỗi với cô." "Ủa, anh anh, là đang nói chuyện với tôi ư?" hoàn nhĩ nhất tiếu lấy đầu ngón tay chỉ vào mũi mình ánh mắt liên tục nhìn quanh trái phải tần tấn gật đầu hoàn nhĩ nhất tiếu cảm thấy căng thẳng rồi ngại ngùng nói không có không có chuyện gì to tát đâu nam thần nói chuyện với cô nam thần đã nói chuyện với cô rồi sư phụ sư phụ hoàn nhĩ nhất tiếu nhìn minh thù sau đó chỉ cười nhạt cô hơi cúi mặt vẫn không nhìn bất cứ người nào khác tần tấn lại nhìn về phía thành viên của học sinh thành viên kia chắp tay nói to xin lỗi không không cần hoàn nhĩ nhất tiếu đã bình tĩnh hơn rất nhiều tần tấn thu lại tầm mắt chuyển hướng nhìn sang minh thù phong hòa có phải cô cũng nên nói lời xin lỗi hay không xin lỗi minh thù ngẩng đầu ánh mắt ngập tràn ý cười đón lấy ánh mắt của tần tấn trong khoảng không tôi không có làm gì sai tại sao lại muốn tôi xin lỗi mà cho dù tôi có làm sai đi chăng nữa tôi cứ không xin lỗi đó anh làm gì được tôi ngươi có thể làm gì được ta làm gì được ta tần tấn ở nơi này số người không có tự trọng hắn đã gặp rất nhiều rồi nhưng đã không có tự trọng lại còn hung hăng phách lối như vậy thì đây là lần đầu tiên tần tấn gặp phải phong hòa tận khởi có phải đã quá ngạo mạn rồi không phong thần cuồng vọng như vậy là vì có thế lực chống lưng đó các ngươi thì biết cái gì nhưng đó là tấn thần cơ mà hơn nữa kẻ chống lưng kia cũng không có ở đây tấn thần lại là tiền bối của hắn dù sao cũng phải biết tôn trọng hắn một chút chứ bây giờ ta tin rằng, hắn có lẽ sẽ thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ. Phong thần giết người là do có sắp đặt hay sao? Tiếng bàn tán của người chơi làm cho không khí hiện trường càng kỳ lạ hơn. Một lát sau, giọng nói tần tấn lạnh lùng vang lên, phong hòa tận khởi, gặp ở trận đấu. Đôi mày minh thủ cong lên, để xem tâm tình của ta đã. Tần tấn, tần tấn liếc mắt nhìn hoàn nhĩ nhất tiếu, rồi mang người rời khỏi đây. Các thành viên trên mặt đều hiện lên ba chữ không cam lòng, thế nhưng tần tấn có uy nghiêm quá lớn, đào tư quay đầu nhìn minh thủ và hoàn nhĩ nhất tiếu cô liếc mắt rất nhanh rồi liền quay đầu lại chạy đuổi theo các thành viên khác cố ý nói chuyện với tần tấn để người khác cảm thấy loại quan hệ của hai người bọn họ rất mập mờ hoàn nhĩ nhất tiếu đứng đó hơi cúi đầu sư phụ ta về sau thực sự có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay sao minh thủ vỗ một cái vào bả vai cô phải có lòng tin với chính mình ngươi chính là nữ chính cơ mà ngươi không làm được thì ai làm được chứ Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu miễn cưỡng cười cười, ngày hôm nay cảm ơn sư phụ, khi sư phụ đấu trận sơ kết con nhất định sẽ đến xem, con xin phép đi trước. Rõ ràng là tâm tình của Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu không tốt. Nhìn thấy nam thần và cô gái khác thân mật như vậy, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Người chơi ở bốn phía lúc trước chỉ trỏ minh thù giờ tản đi hết, tư trầm lúc này mới nganh ngang đi tới. Đầu tiên hắn chừng mắt nhìn minh thù, sau đó lại giận dữ xù lông nói, quay lại làm việc, bộ dạng cô kiêu căng như vậy, có chỗ nào giống như đang bị bệnh cơ chứ? Tôi xin nghỉ rồi, không đi. Tôi chưa đồng ý cho cô nghỉ. Xin nghỉ, không cần làm phiền đến tư tiên sinh như vậy. Tôi nói không cho nghỉ chính là không cho nghỉ đó. À, bất kể khi nào, bất kể ở đâu đi chăng nữa, Minh Thù cũng không hề sợ việc bị hắn đuổi việc. Không đi là không đi. Tư trầm, tư trầm không làm gì được Minh Thù, đi lòng vòng quanh cô một chút rồi hậm hực đang xuất khỏi trò chơi. Nghe nói ngày hôm đó, chỉ cần có ai đi qua mặt hắn đều vô duyên vô cớ bị ăn mắng. Chớp mắt đã đến trận đấu sơ kết. Tư trầm tuy là tức muốn chết, nhưng vẫn tuân thủ hứa hẹn, giao quyền quản lý chiến đội cho minh thủ, bọn họ huấn luyện hay không huấn luyện, Vương Hà Dương đều không can thiệp vào. Thế nhưng Vương Hà Dương cũng quá nôn nóng rồi. Sau khi chuẩn bị phòng huấn luyện xong, ngoại trừ minh thủ và Giang Lưu, những người còn lại căn bản không hề đặt chân đến đó. Cũng may Vương Hà Dương không yên tâm nên đăng nhập vào kiểm tra thời gian, mấy người kia mới có mặt ở sân đấu. Nhưng mà có điều kỳ lạ là trước đây toàn bộ trang phục đều là phong thần uy vũ vì sao bây giờ lại biến thành phong thần vô liêm sỉ rồi minh thù cả ngày ở sân đấu đánh người dường như tất cả những bộ trang phục đó đều đắc tội với cô đối với cô gái tham vọng này các thành viên còn lại của đội chiến vô cùng kinh ngạc tuổi còn quá trẻ vì sao lại luôn nghĩ luẩn quẩn không thoát ra được một lòng muốn thắng địch minh thù thể hiện làm người phải không ngừng theo đuổi mơ ước phải có lý tưởng phải có mục tiêu mọi người mục tiêu như vậy người bình thường sẽ không muốn đâu ngày đấu vòng sơ kết vương hà dương chuẩn bị tất cả mọi việc xong xuôi còn một chút nữa là bọn họ sẽ vào đấu hắn cảm thấy thật may mắn bọn họ không đến muộn khi vào trận đấu bọn họ và chiến đội học sinh do đinh lỗi đưa đến không hẹn mà gặp chiến đội học sinh mặc đồng phục đi vào lấy màu xanh lam làm màu chủ đạo phía trước có thêu cảnh non sông tươi đẹp thu nhỏ lại phía sau có thiết kế hai chữ học sinh ở chính giữa một cặp cánh rất lớn như con chim ưng đang dương cánh bay cao, trên tay áo là huy hiệu của đội, ghép thành chỉnh thể quả nhiên có kết quả không tệ. Đinh lỗi liếc bọn họ một cái, với khí thế không chịu thua cuộc, anh Vương, các người ngay cả đồng phục cũng không có ư. Là chỉ muốn đấu vòng sơ kết rồi thôi ư. Anh Đinh cứ đùa, đến thì cũng đã đến đây rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đấu đến vòng chung kết chứ. Ha ha, vậy các người tốt nhất nên nỗ lực nhiều hơn nữa đi. Tất nhiên rồi, hai người cứ tôi một câu anh một câu âm thầm mỉa mai nhau rồi đồng thời cùng đi vào cửa cửa vào thì lớn như vậy vương hà dương và đinh lỗi lại tranh nhau lối vào ha ha anh đinh xin mời vương hà dương ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thân thể lại hết sức thành thật đẩy đinh lỗi ra ngoài anh vương mời anh đi trước không 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 anh đinh mời anh mời anh minh thù cầm miếng khoai tây chiên nhìn hai người đang chen ngang ở lối vào bọn họ đang làm gì vậy cọ cọ sát sát thế kia thanh thu chủng xoa cằm có thể bồi dưỡng một chút tình cảm trước khi thi đấu ns chẳng phải luôn nói rằng thi đấu chỉ quan trọng thứ hai quan trọng nhất là tình hữu nghị hay sao minh thù bọn họ không phải là lão tam ngàn năm đấy chứ thanh thu chủng và minh thù nhìn nhau hoàng hạc tây quy đi theo hướng khác làm gì đó với cánh cửa bên cạnh sau đó nhân viên đến mở cửa ra thanh thu chủng kéo cổ áo của giang lưu một cái đi đi nhật nguyệt trọng quang và kim dạ nguyệt không có áp lực về tâm lý liền đuổi theo thản nhiên bước đi Minh Thù ôm đồ ăn vặt đuổi kịp bọn họ. Hai người đang cố gắng tranh giành kia, nhìn thấy bọn họ tự do tự tại đi vào sân đấu. Ở đây tổng cộng có 3 cửa vào, cửa VIP, cửa của đội ngũ dự thi và cửa của khán giả. Cửa của khán giả cách chỗ này rất xa, vậy nên cửa mà Hoàng Hạc Tây Quy đi dĩ nhiên chính là cửa VIP. Chương 1001, đại thần Kiêm chức 17. Tư Tiên Sinh, mời bên này. Tư Trầm mang mũ và khẩu trang cả người đều là đồ đen. Nhìn qua nhìn lại như kẻ gian theo người dẫn đường đi đến khu chiến VIP Hai người trợ lý cũng mặc đồ giống như vậy Sau khi Tư Trầm ngồi xuống Hỏi trợ lý Giáp Không có bị người khác nhìn thấy chứ Trợ lý Giáp lặp lại lời thoại đã nói N lần tiên sinh Ngài đã mặc thành thế này Không phải là người quen thực sự không nhận ra Ngài yên tâm Tư Trầm gật đầu lại hỏi Thấy Kỳ Hòa chưa Trợ lý Giáp hết phận sự trả lời Bây giờ cô Kỳ Hòa đã ở hậu đài Sẽ không xuất hiện ở đây Tiên sinh cứ yên tâm đi Trợ lý Giáp vừa mới nói xong, Tư Trầm đột nhiên khom lưng núp ở trên ghế. Trợ lý Giáp cảm thấy kỳ lạ, trợ lý ất bĩu môi về phía nào đó, chỉ thấy bên kia có mấy người đang chậm rãi đi tới, vòng qua khu chiến VIP đi về hậu đài. Trợ lý Giáp, mấy người kia làm cái gì vậy? Tên Tăng Động Thanh Thu chủng là người đầu tiên phát hiện bên Tư Trầm kỳ lạ, mặc kín như vậy, minh tinh sao? Một vòng đấu loại làm sao có thể có minh tinh? Kim Dạ Nguyệt Lý trí Bác bỏ suy đoán của Thanh Thu chủng hai người này vừa nói minh thủ cũng nhìn theo minh thủ nhếch môi cười một cái theo mọi người vào hậu đài đi chưa đi rồi tư trầm ngồi xuống sửa sang lại quần áo ngồi thẳng thành tư thế tiêu chuẩn của một tên thổ phỉ tiên sinh ngài tới xem so tài vì sao không trực tiếp nói cho kỳ tiểu thư trợ lý ất cảm thấy rất khó hiểu ai nói tôi đến xem cô ta tư trầm chừng trợ lý ất nói bậy muốn bị trừ tiền lương không ủa hắn cũng không nói là tới xem kỳ tiểu thư mà. Trợ lý giáp bóp trợ lý ất một cái. Cậu biết rõ sự thật được rồi, nói ra làm gì? Câu lạc bộ đầu tư nhiều tiền như vậy, tôi đương nhiên là đến xem chiến đội, làm sao có thể một mình đến xem cô ta? Tiên sinh nói rất có lý. Trợ lý giáp hùa theo. Hừm. Đấu vòng loại tổng cộng có 55 chiến đội, hai đội PK, ba ván thắng hai thì thắng. Thế nhưng có một đội sẽ được vào thẳng. Mỗi bên rút thăm, rút giống nhau sẽ là đối thủ, có một tấm không có gì cả sẽ được vào thẳng vòng kế tiếp. Cho nên may mắn cũng rất quan trọng. Đương nhiên minh thủ trong vai phản diện không có may mắn, không bóc chúng phiếu trống. 15. Minh thủ đưa số cho bọn họ coi. Thanh thu chủng đưa mắt nhìn xung quanh, trong đám người tìm đối thủ rút chúng số 15. 15 không trước không sau, vừa ngay ở chính giữa. Dựa theo tiến độ thi đấu, đoán rằng ngày hôm nay không tới phiên bọn họ. Trên màn ảnh lớn rất nhanh thì đã thấy đối thủ của các đội. Chiến đội học sinh thứ bảy đối thủ là một chiến đội chưa từng nghe qua. Minh thủ cảm thấy mặc kệ tranh tài gì, thì hai đội mạnh nhất không nên gặp ngay trận đấu đầu tiên. Nghĩ xem mới mở màn mà hai đội mạnh đánh nhau, một bên thua sẽ bị loại thì sau này còn có gì để xem nữa. Nhân sinh quả nhiên như trò đùa. Trận cuối ngày hôm nay là chiến đội học sinh. Học sinh chiến đội vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhưng so với sự tốc chiến tốc thắng của bọn người Minh thủ, thì người ta rất có chiến lược vì trận đấu hoàn hảo của ngày hôm nay ngày thứ hai minh thủ lại thấy được tư trầm mặc còn kín hơn ngày hôm qua tư trầm trốn cô thì đương nhiên cô không qua đó phong thần đặt tiền cược không thanh thu chủng cầm điện thoại di động đi qua rực dây minh thủ đặt tiền cược cái này là cái gì có đồ ăn vặt không người ta mở cá cược tiền ảo không có đồ ăn vặt đánh bạc không tốt tố cáo minh thủ tiện tay tố cáo thanh thu chủng cuộc thi đầu hoặc là sẽ nhanh chết hoặc là rằng co rất lâu lôi lôi kéo kéo một lúc lâu cũng không kết thúc khiến cho khán giả hận không thể đi tới đánh giúp bọn họ thật vất vả mới đến phiên minh thù năm chữ to túi đồ ăn vặt khổng lồ vừa hiện ra hiện trường im lặng quái dị vài giây sau đó là những tiếng cãi nhau không ngớt mọi người chửi nhau vô cùng vui vẻ nhìn qua đối thủ là một chiến đội có trang bị hoàn hảo bậc phân phối cũng là đội ngũ tiêu chuẩn nhất hiện tại rõ ràng có chuẩn bị mà đến phong thần xin chỉ dạy được thôi câu nói đầu tiên đã dồn cuộc trò chuyện vào chỗ chết. Minh thù để cho đối phương rút thăm, trong lúc chờ đợi đột nhiên Thanh Thu chủng mặc một bộ quần áo rất đẹp, đến đây răng lưu, thử xem quần áo này. Quần áo của hoa thần chỉ một từ then chốt. Hoa lệ. Thanh Thu chủng lấy cái này, chuyển thành màu đỏ nhạt, màu đỏ cực kỳ nhạt, tay áo rất lớn dù mất đi ánh sáng cũng rất chói mắt. Cái áo này của Thanh Thu chủng. Minh thù nhìn trên thị trường không có bán chắc chắn là tên này tự làm rồi. Tới đây phong thần, đây là của cô trọng quang của cậu tây quy của cậu dạ nguyệt thanh thu chủng một người phát một cái ngoại trừ kiểu dáng màu sắc và một ít điểm nhỏ khác nhau còn lại đều giống như cùng một loại đồng phục của đội thế nào phong cách không thanh thu chủng nói khó khăn lắm tôi mới kêu người làm ra được bản độc quyền đó giang lưu anh thanh thu anh không cảm thấy con gái mặc cái này sẽ hợp hơn sao kim dạ nguyệt thật ra con gái hay con trai của hoa thần cũng không khác mấy giang lưu thật ra trang phục của kiếm khách cũng rất đẹp, rất phóng khoáng lại là màu đỏ. Minh thù mặc vào nhan sắc tựa như cũng cao thêm một bậc. Bọn họ thay đổi như vậy, còn chưa ra sân đấu đã đã tạo nên một khí thế bức người. Bà nó, bọn họ lấy đâu ra đồng phục như vậy? Cái này có thể sánh bằng đồng phục của đội phong cách rồi, đứng đó trông vô cùng ngầu. Có thể trang bị như vậy sao? Tôi nghe nói nếu như học được thần cấp rèn được trong trò chơi, có thể trang bị cho những người không cùng cấp bậc, nhưng rất tốn tiền, lại cần bản vẽ đại thần khu nào ngổ thế, học được cả thần cấp. Vấn Linh cũng có lâu như vậy rồi, thần cấp chắc cũng đã có người học được. Có người chơi khiêm tốn, hoặc là ngoài ý muốn học được, nhưng không đồn ra bên ngoài. Mọi người không biết cũng không kỳ lạ. Vấn Linh được xem là lấy chân thực làm chủ, làm cho mọi người chơi đều vui vẻ hứng thú. Thiết lập này hoàn toàn không xấu. Đối thủ đương nhiên cũng bị khí thế của thanh thu chủng thao túng. Những người này đều mặc đồng phục đồng đội, còn bọn họ lại mặc đồng phục trong trò chơi mặc dù không nghe được mọi người nói gì nhưng bọn họ cũng có thể đoán ra lúc này người xem phản ứng thế nào bản đồ bắt đầu đọc số hình ảnh rất nhanh thì chuyển vào một sơ đồ sa mạc trong sa mạc có rất nhiều thạch trụ đập vào mặt là sự oi bức và nắng giáo làm cho những người mới vừa gia nhập bản đồ hơi không thích ứng đấu vòng loại và cuộc thi báo danh không giống nhau đấu vòng loại thì tự đội viên mở bản đồ không phải mở bản đồ thì không làm được gì cả lúc này bản đồ ngoại trừ nơi đứng ra thì trống rỗng mở bản đồ trước Thanh Thu trùng hỏi, dạ Nguyệt đi thôi. Nhật Nguyệt trọng quang nói, mọi người cùng nhau làm đi, nhanh lên. Kim dạ Nguyệt, cũng đồng ý, Thanh Thu trùng nhìn về phía Hoàng Hạc Tây Quy và Giang Lưu, hai người chưa từng ý kiến, Minh Thù cũng không có ý kiến. Giang Lưu và Phong Thần đứng bên phía Tây, tôi phía Bắc. Trọng Quang và Thanh Thu phía Nam, Tây thuộc phía Đông, ok, xuất phát. Kim Dạ Nguyệt nói xong cũng là một thế tản ra. Người bên ngoài ngơ ngác, các người bỏ cờ tại chỗ rồi, lá cờ phải được cắm trong thời gian quy định đương nhiên để tại chỗ cũng được nhưng vào lúc này mọi người thấy minh thủ chạy trở về cô khom lưng xuống phía dưới mọi người cho rằng cô muốn lấy lá cờ ai ngờ cô lấy cắt đắp lên lá cờ mọi người cái gì thế còn có thao tác này sao đợi đã dường như trò chơi không có quy định không thể đắp cờ lại